Hoài Sa thân ái kính chào quý vị khán thính giả của Đài Truyền hình Việt TV. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Công nghệ và đời sống của chúng tôi. Thưa quý vị, chương trình này được đặt ra với mong mỏi là để giải đáp những cái câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề về công nghệ thông tin. Vì vậy, hy vọng quý vị hãy gửi những câu hỏi, những thắc mắc của mình vào email của chương trình, đó là công nghệ@viettv.com, hoặc là quý vị có thể nhắn tin vào số phone là 4693838184, và đặc biệt chúng tôi chỉ nhận tin nhắn và quý vị không nên gọi vào số này ạ. Vâng, một lần nữa thì số phone là 4693838184. Thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì như chúng ta đã biết là dịp lễ cuối năm cũng đang đến, đồng nghĩa với việc là việc mua sắm, đặc biệt là việc mua sắm online rất là nhiều. Vì vậy mà hàng ngày sẽ có những cái món hàng, món quà của quý vị mua đã gửi về cái trước cửa của mình. Và đặc biệt là nếu mà những món hàng đã gửi đến trước cửa chúng ta thì quý vị sẽ, cái điều mà quý vị lo lắng nhất đó là cái vấn đề về an ninh, hay là về sự gọi là sự an toàn, security, để quý vị có thể bảo đảm rằng những cái món hàng của mình không bị đánh cắp, hay là những cái người lạ đến trước cái cửa cái nhà của mình để mà lấy cắp cái món hàng của mình đó. Vì vậy mà chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một cái hệ thống rất là đặc biệt để quý vị, để giúp cho quý vị có thể gọi là biết được trước nhà của mình có những cái người khách lạ như thế nào đến. Và cái chương trình và cái hệ thống đó được gọi là Ring Doorbell, mà ngày hôm nay thì Hòa Sa xin kính mời anh Minh Tú sẽ gửi đến cho quý vị những cái ưu điểm cũng như là lợi thế của cái hệ thống gọi là Ring Doorbell này. Và Hòa Sa xin chào anh Minh Tú ạ. Vâng, xin chào Hòa Sa và Minh Tú, xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của Đài Việt TV. Vâng, như Hòa Sa nói rất là chính xác, vào mùa lễ Noel và tất cả những cái năm trong suốt một năm đó thì thường là chúng ta rất là quan tâm đến cái vấn đề an ninh. Yeah, vâng. Nhất là ở phía trước cửa chúng ta có rất là nhiều điều xảy ra phía trước cửa nhà của chúng ta. Và với một cái doorbell mà Hoài Sa vừa mới nói thì quý vị đã thấy trước mặt chúng ta ở đây. Đây là cái Ring Doorbell Camera, tạm thời dịch ra tiếng Việt là chuông cửa có camera. Và vâng, đây là một cái loại camera mà trong những cái năm vừa rồi có rất là nhiều người thắc mắc cũng như hỏi Minh Tú. Thành ra Minh Tú cũng muốn đây có cơ hội để giới thiệu cho quý vị và hướng dẫn cho quý vị cái cách setup như thế nào luôn. Vâng, thì nói về cái Ring Doorbell Camera này đó thì có lẽ là quý vị biết rằng đây là một cái loại mà Wi-Fi. Hoài Sa biết không, khi mà chúng ta không có phải tốn nhiều thời gian để kết nối camera, bởi vì nói về camera security đó quý vị, thì có rất là nhiều cái thời gian phải bắt dây từ đầu này đến những cái máy vân vân. Và đây là một cái cách làm mà hãng Ring đó thì họ làm để cho cái setup rất là đơn giản. Vâng, và nó sẽ kết nối với wifi của quý vị, để rồi khi mà quý vị có thể ngồi ở tại nhà mà quý vị khi mà có người bấm chuông, hoặc là ngay cả họ vừa bước vô họ không cần phải bấm chuông mà quý vị cũng có thể thấy được những cái hình ảnh bị nhờ những cái motion sensor, tiếng Việt gọi là cảm biến chuyển động đó. Và đây là những cái cách mà chúng ta có thể ghi lại những hình ảnh và máy tự động ghi lại những hình ảnh nữa. Ngoài ra, cái nghĩa là chúng ta không có cần phải ngồi đó bấm record, nhưng mà khi bắt đầu nó thấy những cái motion hoặc là có người bước vào trước cửa nhà của chúng ta thì cái hệ thống sẽ tự động quay. Và với cái version này đó quý vị, cái doorbell này đó thì nó là một cái camera HD, có cái nét rất là rộng. Cái nghĩa là cái camera nó có một cái góc độ rộng đó thì quý vị có thể thấy được cái nhà của mình rộng hơn. Và nó có audio hai chiều, cái nghĩa là âm thanh hai chiều, cái nghĩa là Hoài Sa có thể nghe và nói chuyện với cái người ở phía trước cửa mình luôn. Dạ vâng, theo như Hoài Sa được biết là như cái hệ thống camera an ninh trước đây là mình chỉ thấy hình thôi, không, hình như không nói chuyện, không được đúng nghe rồi, được không anh Tú? Đúng rồi, rất là chính xác. Vậy thì cái hệ thống này là mình có thể nghe, và bên cạnh đó thì cái người mà ở nhà mình vẫn có thể nghe được mình nói nữa. Đúng vậy. Dạ, rất là tiện lợi ạ. Dạ vâng, và quý vị cũng không có cần phải ngồi ở phía trong nhà nữa, chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào, chỉ cần có người bấm chuông hoặc là có người đi ngang nhà chúng ta hoặc là đứng trước nhà thì tự động cái điện thoại của chúng ta, tất nhiên đây là những cái thiết bị thông minh, thành ra chúng ta có thể dùng qua điện thoại thông minh hoặc là iPad. Chúng ta có thể ngồi ở tại văn phòng, ở một cái nơi nào khác, chúng ta có thể xem trực tiếp khi mà có người đứng phía trước cửa nhà mình. Dạ vâng. Rồi một cái feature mà rất là hay nữa đó là nó sẽ có thể ban đêm đó quý vị, nhất là buổi tối trong cái lúc mà không có ánh sáng đó, thì nó có thể có một cái tia tử ngoại để có thể thấy được cái hình ảnh ban đêm. Dạ vâng.
thì và đây là cái doorbell ở bên ngoài, cái nghĩa là chúng ta có thể dùng ở bất cứ một cái thời tiết nào, từ nóng lạnh vân vân. Dạ vâng, thưa anh Minh Tú, thì cái độ mà gọi là cái độ độ xa của cái camera đó là khoảng bao nhiêu đối với một cái sân nhà của mình vậy anh? Ồ, rất là hay cái câu hỏi hay. Cái nghĩa là nếu mà hồi xa có một cái khu nhà lớn thì có thể lấy luôn từ bắt đầu từ thấp nhất là khoảng chừng có vài feet thôi, chừng 1 feet, và cho đến dài nhất là gần 25 feet có thể mình thấy. Tất nhiên nếu mà càng xa đó thì quý vị có thể thấy nó nhỏ hơn, nhưng mà đứng gần thì thấy nó rõ hơn. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vậy thì vì hồi xa được biết bây giờ đa số những cái nhà của người dân đó là có cái gọi là cái đã có cái chuông cửa rồi, cái doorbell rồi. Vậy mình có thể kết hợp cái camera này chung, gọi là cái doorbell camera này chung với lại cái doorbell mà mình đã có sẵn ở nhà không anh? Cái câu hỏi này cũng rất là thường hỏi, và bởi vì có một số quý vị đã có cái doorbell rồi, khi mà mình bấm chuông mình có thể nghe được những cái tiếng chuông ở trong nhà đó. Thì vâng, cái doorbell này, nhất là ở những cái version ở bên Mỹ, nó kết hợp và chúng ta nó có hai cái sợi dây. Khi mà install đó thì chúng ta sẽ gắm hai cái sợi dây này ở phía sau của cái doorbell, chỉ cần kết nối hai cái này thôi, và khi mà họ bấm ở đây đó thì bấm cái nút đó thì cái doorbell ở nhà nó cũng ring luôn. Bên cạnh đó đó thì họ cũng có bán một cái gọi là extension doorbell, cái nghĩa là quý vị khi mà quý vị bấm nút đó thì nó có thêm một cái chuông, mình có thể để một cái phòng nào đó và cái chuông đó cũng kết nối wifi luôn, và chỉ cần bấm cái chuông đó thì cái chuông đó có thể mình có thể nghe, và cái chuông đó cũng không cần phải có điện nó, bởi vì nó xài pin. Và bất cứ nơi nào mình có thể setup ở trong nhà hay là trên những cái tầng nhà cao. Vậy thì thời hạn của pin mà mình xài đó là khoảng bao lâu, trong thời gian last long được bao lâu vậy anh? Vâng, cái loại này đó quý vị rất là surprise, bởi vì Minh Tú coi và Minh Tú biết rằng nó có thể last cho quý vị từ 3 cho đến 6 tháng. Và một số người có thể lâu hơn nữa, nếu mà cái video của chúng ta không có hoạt động nhiều đó thì có thể đến 12 tháng luôn. Dạ vâng. Vậy thì nếu mà cái camera này nó đã có sẵn, mà một cái gọi là một cái subject ai đó tới gần của nhà của mình, trước nhà đó, là nó sẽ tự động báo cho mình biết phải không anh Minh Tú? Đúng rồi. Cái nghĩa là khi mà người ta vừa mới bước phía trước cửa, và hồi nãy quý vị có thấy trên video nó có những cái motion, những cái vùng đó, và họ chỉ cần bước vào những cái vùng mà mình turn on là bắt đầu nó sẽ trên cái điện thoại của chúng ta nó sẽ hiện lên. Chút nữa Minh Tú sẽ chỉ cho quý vị khi mà setup thì nó hiện lên, nó báo rằng đây là có người bước vô nhà quý vị, hoặc là có người bấm chuông, và nó hiện lên, mình chỉ cần click vô cái app nó tự động nó mở ra và mình thấy ngay cái hình ảnh. Dạ vâng, rất là tiện lợi, đặc biệt là trong những cái ngày cuối năm đó thì chúng ta hay đi xa, đi travel không có ở nhà đó, thì có nghĩa là nếu mình không có ở nhà mà có một cái người nào muốn delivery hàng tới nhà mình đi thì người ta bấm cái chuông đó và mình có thể nói chuyện được với người đó, phải không anh? Đúng rồi. Dạ vâng, điều rất là thuận. Có những trường hợp giống như hồi xa nói đó là họ vừa mới bước vào nhà là mình đã thấy rồi. Mình thấy cái người delivery có những cái mà họ cần phải gặp mình để họ đưa, nhưng mà mình nói that's ok, cứ để ở phía trước cửa hoặc là mở cửa phía sau để đó thì mình có thể nói chuyện với họ được nữa. Dạ vâng, vì trong thời đại ngày hôm nay đó thì họ sang nghe rất là nhiều câu chuyện mà bạn bè của mình chia sẻ là một vài người người ta order đồ đến 1,000, 2,000 luôn, nhưng mà cái khu vực đó nó không được cái secure cho lắm, cho nên đã bị mất cái những cái món hàng đó và mình không biết là ai lấy. Với cái hệ thống này thì cũng chúng ta có thể dễ dàng nhận dạng hơn, nếu mà cái tên trộm đó có thể bỏ đi rồi nhưng mà mình có thể nhận dạng được cái gương mặt của người đó đó thì dễ dàng hơn cho mà cảnh sát có thể bắt giữ người đó. Và thưa anh Minh Tú, là có thể chúng ta có thể thay thế cái hệ thống gọi là cái camera an ninh đó, mình có thể thay thế cái hệ thống đó bằng cái ring doorbell này không anh? Thì cái này có thể better hơn. Đây là một cái câu hỏi cũng khá hay, bởi vì trong cái bây giờ đó có chúng ta dùng những cái security camera khá nhiều, và cái doorbell này nó có camera. Minh Tú có thể trả lời là yes và no. Cái nghĩa là cái doorbell này cái chủ yếu đó là nó chỉ đứng ở một chỗ thôi, thành ra khi và dùng để bấm nút và nó có thể lấy được những hình ảnh ở phía trước cửa mình, nhưng mà để những cái nơi khác đó thì hãng Ring, cũng như lần sau có cơ hội mình tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị những cái security camera khác mà nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó không có nút thôi, nó nhỏ gọn hơn. Vâng, thì đó là những cái security camera mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị trong những thời gian sắp tới.
Dạ vâng, cảm ơn anh Minh Tú rất là nhiều. Và thưa quý vị, vừa rồi anh Minh Tú cũng như Hoài Sa đã vừa giới thiệu cho quý vị về những ưu điểm cũng như là lợi thế của cái hệ thống gọi là Ring Doorbell. Và chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục sau một vài phần tin thương mại với những anh Minh Tú sẽ gửi đến cho quý vị những cái cách mà cài đặt hoặc là setup cái hệ thống này ạ. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Viettv.